Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch thưởng chàng Ngố bị ăn vạ Còn nhớ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam đã đón tiếp toàn quyền Úc David Hockley Đây là buổi diễn và tiếp nguyên thủ quốc gia bình thường như bao cuộc đón tiếp khác Tuy nhiên, điều đáng nói lời nhắn mà ông Võ Văn Thưởng gửi đến toàn quyền Úc, trong đó có đoạn như sau đề nghị úc tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia quản lý xuất nhập cảnh chống di cư bất hợp pháp kiểm soát xử lý các cá nhân tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ úc để tiến hành hoạt động chống phá việt nam lời đề nghị dở hơi của ông chủ tịch nước võ văn thưởng thứ nhất úc không có trách nhiệm bảo vệ việt nam ai chống phá việt nam đó là chuyện riêng của việt nam không phải là trách nhiệm của úc khi đảng cộng sản đàn áp tôn giáo đàn áp tự do ngôn luận những quốc gia dân chủ đề cập đến vấn đề này thì đảng cộng sản việt nam lại nói rằng đó là việc nội bộ của việt nam cái gian trá của đảng cộng sản việt nam là khi họ khủng bố người dân trong nước quốc tế lên tiếng thì họ nói là chuyện nội bộ của họ khi họ không thể đàn áp người việt nam ở nước ngoài thì họ lại bảo nước ngoài đàn áp dùm họ vậy thì chuyện nào mới là chuyện nội bộ của việt nam đây điều thứ nhì là những người việt nam ở hải ngoại không hề chống phá việt nam họ chỉ chống đảng cộng sản việt nam khi nó làm những điều sai trái như vậy lời nói của ông chủ tịch nước võ văn thưởng cho biết hoặc ông chủ tịch nước quá ngây ngô hoặc ông gian xảo đánh cháo khái niệm một trò mang bản chất của người khôn danh ở việt nam đã được đảng áp dụng triệt đẻ lời nói của ông võ văn thưởng được báo chí bàn tán xôn xao một thời gian làm phơi ra bộ mặt của ông chủ tịch nước cho bản dân thiên hạ cùng tưởng thưởng. Úc là một quốc gia văn minh, có độc lập, có tự chủ, có dân chủ và nhân quyền. Họ không như Đảng Cộng sản Việt Nam cứ phải e sợ phương Bắc. Ngay cả với đất nước Trung Quốc có dân số gấp 56 lần dân số Úc mà họ cũng chẳng ngán gì. Họ chỉ làm những việc mà họ cho rằng đúng. Vậy lý do gì bóng chủ tịch nước Việt Nam lại bảo toàn quyền Úc rằng Úc phải lo cho Việt Nam đây? ông chủ tịch nước Việt Nam hoặc rốt nát hoặc non nớt khi so sánh với các nguyên thủ trên thế giới. Úc đã vả vào mặt Võ Văn Thưởng Sau khi toàn quyền David Hockley thăm Việt Nam không lâu, Úc phát hành đồng tiền xu 2 đô la mới nhân dịp kỷ niệm cuộc chiến tại Việt Nam. Tổ chức một quân đội Úc sát cánh cùng với quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ chiến đấu cho một nền tự do Tuy rằng nền tự do đó không thể giữ được Nhưng họ lại tự hào là họ đã làm nhiệm vụ cao cả đó Đây là trách nhiệm quốc tế vì một thế giới tiến bộ Được biết trên đồng tiền ấy Úc có in hình chiếc trực thăng UH-1 nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam Điều đặc biệt là nước Úc in cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trên đồng xu này Lá cờ này hiện nay là đại diện của người Úc gốc Việt và cũng là lá cờ của tự do, của văn minh đối với Việt, Việt Nam tại hải ngoại nước Úc đã từng hy sinh xương máu cho nền tự do của Việt Nam. Nay họ in lên đồng xu lá cờ mà họ từng chiến đấu để bảo vệ nó. Đấy là quyền của chính phủ Úc. Đấy là chuyện nội bộ của nước Úc. Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc với khách quốc tế thường xuyên mà chân còn dính phèn Mark Lenin. Việc nước Úc cho in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đồng tiền 2 đô la của họ cho thấy Úc đã vả vào mặt anh khờ võ văn thưởng một cú rất đau một người đã leo đến chức chủ tịch nước mà hoàn toàn mù tịt với đâu là danh giới giữa về quyền và nghĩa vụ của việt nam và quốc tế trước đây người ta chê ông nguyễn xuân phúc là anh hai lúa làm chủ tịch nước tuy nhiên đấy chỉ là phong cách của ông cựu chủ tịch nước chứ ông cựu chủ tịch phúc không hề ngây ngô như ông võ văn thưởng bây giờ Võ Văn Thưởng thuộc thế hệ 7X mà lại hoàn toàn mồ tịt với những giá trị mà thế giới văn minh đang bảo vệ. Thật tội nghiệp cho một ông nguyên thủ quốc gia và buồn cho một dân tộc với gần 100 triệu dân. Dân tộc Việt Nam đâu có thua kém dân tộc khác về trí tuệ mà sao phải để một anh khờ đại diện cho mình. Nó thật là bi kịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chủ tịch Thưởng chàng ngố bị ăn vả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chúng độc VinFast, còn thiếu thân nào muốn chuốc phiền toái thì lao vào. Mới đây trên trang Facebook cá nhân Lê Tuấn Linh có đăng một status có nội dung gửi đến dịch vụ của VinFast như sau. Thông tin trên trang Facebook của Lê Tuấn Linh. Ông viết, đề nghị VinFast có phương án rõ ràng khắc phục lỗi đại diện công ty Vân Phát thân mến. Tôi, Lê Tuấn Linh, là khách hàng mua xe VinFast. Thông tin của tôi được gửi kèm từ ảnh dưới được chụp kèm ép của VinFast. Tính đến nay tôi đã mua xe VinFast 8 được khoảng một tuần nhưng lỗi liên tục, hai lần gọi cứu hộ do lỗi sạc sập pin, ắc quy, một vài lần khác là hướng dẫn tự tháo lắp ắc quy, tự đi sạc ắc quy hoặc không tắt được máy thì đi đâu xa xa xe tầm 10 phút rồi quay lại về nó sẽ tự tắt vân vân. Hơn nữa là bên dịch vụ trả lời rằng cứ chấp nhận đi vì chưa có phương án khắc phục. Lịch sử xe bên hãng hoàn toàn có thể kiểm tra trên hệ thống. Với những lỗi này tôi thấy không thể chấp nhận được cho một chiếc xe mới. Nó cũng đã ảnh hưởng đến việc đi làm của tôi cũng như quyết định bán xe cũ của tôi gây những thiệt hại nhất định. Vì vậy tôi đề nghị VinFast giải quyết rứt điểm cho tôi theo một trong các hướng như sau. Thứ nhất là sửa rứt điểm và cam kết không để xảy ra lỗi trên nữa. Thứ hai là đổi xe khác. Thứ ba là hủy hợp đồng mua bán và hoàn lại toàn bộ chi phí tôi đã bỏ ra. Được biết VinFast là công ty tiên phong mang trong mình một hình ảnh đại diện cho Việt Nam, tôi thiết nghĩ VinFast cần tôn trọng các yêu cầu hợp lý của những khách hàng đã dám lựa chọn VinFast. Đấy là nội dung khách hàng phản ánh, tuy nhiên, đáp lại lời than phiền rất hợp lý này của khách là việc tài khoản Lê Tuấn Linh bị hạn chế 2 ngày vì, vì lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Xe VinFast bị tố rất nhiều. Vấn đề của VinFast là đem con bỏ chợ. Hầu hết các hãng xe trên thế giới đều có dịch vụ sửa lỗi kỹ thuật do lỗi của hãng, không thương hiệu nào hoàn hảo cả dù tốt đến đâu. Tuy nhiên, vấn đề hậu mãi tốt nó khắc phục những lỗi kỹ thuật của xe, còn VinFast thì phủi trách nhiệm sau khi đã bán xe cho khách lấy tiền. Vậy nên, khách hàng cũng nên cẩn nhận và cân nhắc trước khi mua. Mới đây, trên trang hội VinFast, có đăng một dòng trạng thái tiếp tục như sau phải công nhận là chưa thấy dòng xe điện nào mà bán xe lướt nhiều như xe điện vinfast xe lướt tức là loại xe cũ đã qua sử dụng theo như tìm hiểu của chúng tôi rất nhiều chủ xe vinfast đã lỡ mua đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt họ sợ nếu kêu cứu, cứu trên facebook sẽ bị người ta chửi vì không chịu lắng nghe những lời cảnh báo trước đó cho nên cố gắng tống khứ thuốc của nợ này cho xong để mua xe Nhật, xe Hàn đi an tâm hơn. Càng sử dụng càng chúc thêm phần phức mà cơ bản là nó lại không an toàn. Hiện nay VinFast đang cạn vốn. VinGroup và ông Phạm Nhật Vượng đang cố gắng chạy vậy huy động vốn cho VinFast đốt tiếp chưa biết đến khi nào dừng. Nguồn vốn ngoại xem như không thể kiếm được trong lúc này cho nên ông Vượng phải rút tiền túi ra đến 1 tỷ đô la và vét của VinHome đến 1,5 tỷ đô la nữa để cho VinFast đốt cháy thật to. VinFast đốt tiền là để duy trì sự tồn tại, chứ không phải là đầu tư vào chất lượng sản phẩm, không phải đầu tư vào dịch vụ hậu mãi cho tốt hơn. Tới nay tại Mỹ, theo khảo sát trong số 10 người đang dùng xe điện được phỏng vấn thì chỉ có 4 người trả lời là sẽ mua xe tiếp theo và xe điện, còn 6 người muốn quay lại dùng xe xăng. Triển vọng xe điện không lớn, nó không như báo chí đồn thổi hiện nay sử dụng xe điện gặp rất nhiều bất tiện đặc biệt là dịch vụ chạm sạc nó không thuận tiện như các trạm xăng dầu người dân mỹ vẫn không chuộng xe điện bằng xe xăng thị trường mỹ không có chỗ cho vinfast vào lúc này đấy là nói về tình hình chung của xe điện còn với vinfast thì bức tranh còn xấu hơn rất nhiều vinfast sẽ không thể có sản phẩm tốt hơn sẽ không đủ tiền để mà cải thiện dịch vụ hậu mãi điều đó có nghĩa là khách hàng nào mua của VinFast để siêu tập thì không sao. Nhưng mua VinFast để sử dụng hàng ngày thì đấy lại là một vấn đề rắc rối. Có thể chỉ chuốc lấy phiên phức mà thôi và không dám kêu với ai cả. VinFast vốn có rất nhiều tai tiếng, nếu cứ như con thiếu thần chui vào lửa thì ắt sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chúng độc VinFast con thiêu thân nào muốn chuốc phiền toái thì lao vào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de